thiên địa khai sơ, vũ trụ hồng hoang. Khi ký ức của loài người còn đang ngủ say, nơi bình nguyên hoang sơ phía Bắc, một truyền thuyết đang vấn vít lượn quanh từng ngọn cỏ lùm cây. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Một con sói xám đã ra đời dưới mệnh lệnh của 99 đằng cách lý. Con sói ấy có tên là Xích Na, bơi qua hồ đằng cấp tư mênh mông vô bờ. Sói gặp chú nai trắng xinh đẹp hiền lành, mang tên Khoát Ai Mã Lan Lặc. Mãi bể nương dâu, vật đổi sao rời. Dưới sự phù hộ của sói xám và nai trắng, trên thảo nguyên bắt đầu xuất hiện dân tộc du mục đầu tiên. Nhưng ánh sáng lúc nào cũng đi cùng đêm tối. Minh Vương thống trị âm phủ, ngấp nghé nhân gian đã lâu. Hắn lợi dụng hiện tượng thiên nhiên 900 năm xuất hiện một lần để thoát khỏi âm phủ, với ý đồ thâu tóm thảo nguyên, thống nhất tam giới. Thần Xích Na, thợ rợ của sói xám và nai trắng, dương cao ngọn cờ tinh thần thảo nguyên Tô Lạc Định, chỉ huy các dũng sĩ thảo nguyên chiến đấu đến cùng. Đại chiến 3 ngày 3 đêm với quân đoàn quỷ dữ, cuối cùng đã đánh đuổi Minh Vương trở về địa ngục. Xích Na định chú ngọn cờ Tô Lạc Định trên đỉnh Bất Nghi Hãn để bảo vệ thảo nguyên được bình yên, may mắn. Hàng nghìn năm sau, khói chiến trường dần tan, nhưng Minh Vương vẫn không từ bỏ tham vọng. Hắn lựa chọn lòng người, thứ dễ bị mê hoặc nhất, để gieo rắc hạt giống ác độc tới tận cùng ngõ ngách. Từ đó lửa chiến tranh chưa từng tắt trên mảnh đất này. Đứa trẻ này tay nắm máu đông đón chào thế giới là điểm may mắn do trời ban tặng cho chúng ta. Mình đặt tên con là Thiết Mộc Chân đi. Thank you.
kẻ chống đối ta ắt phải chết. Kẻ đầu độc thảo nguyên ắt vùi thây nơi này. Lên! Không! Quốc vương của ta! Cứu với! Cứu với! Náo Hải, đi nào! Có con chó mà cũng sợ chết khiếp thế này. Tộc trưởng Đặc Tiết Hiền lại hứa gả ngươi cho đồ bỏ đi như hắn. Cho dù Abata không hứa gả, lớn lên ta cũng muốn gả cho huynh ấy. Náo Hải, cắn hắn! Đây là cái gì vậy? Đây là máu đông ta mang từ trong bào thai mẹ ra. Có thích không? Tặng cho muội nhé. Sao lại mang từ trong bào thai mẹ ra được? Mang ra như thế này. Aba nói, nếu là thứ mình yêu quý thì phải nắm thật chặt như thế này. Vậy huynh có nắm lấy muội thật chặt không? Có chứ. Chim hải thanh trắng à, bạn đến từ đâu vậy? Hốt xuất lỗ chết trận, đoá đãi đau khổ tột cùng. Nước mắt của nàng hóa thành một hồ nước mặn. Tiếng khóc truyền tới địa ngục, đánh thức Minh Vương đang say ngủ. Đoá đãi, đoá đãi, dùng linh hồn ngươi trao đổi với ta. Ta sẽ cho trượng phu ngươi pháp lực vô biên và thân thể bất tử. Thank you.
Bụt Nhĩ Thiếp, muội sao vậy? Thiếp Mộc Chân, Thiếp Mộc Chân. A Ba, Thiếp Mộc Chân. Dạ. A Ba cháu tử trận rồi. Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân, Bụi Nhĩ Thiếp. Đừng quên muội. Ta nhất định sẽ trở về. Là người của bộ lạc Khất Nhan, các ngươi không thể đi theo tháp Lý Hốt Đài. Các ngươi không được đi. Đừng đi. Các ngươi ở lại hết. Đừng đi. Quay lại hết cho ta. Tháp Lý Hốt Đài, hắn làm ra chuyện độc ác này. Lúc xác giã tốc hợi còn chưa lạnh, các ngươi không được đi theo hắn. Không được đi. Không ai được đi. Các người đừng đi mà. Tháp Lý Hốt Đài, ngươi sẽ gặp báo ứng. Mẹ. Đi. Thiết Mộc Chân, Tháp Lý Hốt Đài. Sói con biết cắn người rồi hả? Thiết Mộc Chân, trả kim đao lại cho A-ba ta. Kẻ mạnh làm vua, kẻ rút thời thì sống. Đây là quy tắc trên thảo nguyên. Người cũng nên học dần đi là vừa. Hôm nay ta tha cho mẹ con các ngươi, cũng coi như báo đáp giã tốc hợi. Về sau thúc cháu ta còn gặp nhau sẽ không đơn giản như hôm nay nữa đâu. Thiết Mộc Chân, kể từ hôm nay con đã trở thành nam tử Hán đích thực. Con đi đi. Đến bộ lạc ông Cát Lạc cưới Bụi Nhĩ Thiếp. Không được để máu của tộc Bụi Nhĩ Trích Cân lạnh đi.
Theo tính toán của vòng nhật quỹ, nửa tháng nữa sao Thiên Lang sẽ che khuất mặt trời. Vẫn chưa tìm thấy máu của địa mẫu. Bẩm đại vương, một đợt thiếu nữ mới bắt được đang chờ tra xét, để thần giải bọn chúng vào. Xin lỗi nàng, đoá đãi của ta lần này lại khiến nàng thất vọng rồi. Ta nhất định sẽ tìm được máu của địa mẫu, mở cánh cửa địa ngục. Quốc vương của ta, chỉ cần chàng được bất tử, thiếp cam tâm tình nguyện. Ta thật sự hối hận, lúc đầu không nên cố xưng bá thảo nguyên, để nàng và ta rơi vào tình thế như lúc này. Hốt xuất lỗ. Minh Vương, hốt xuất lỗ, ngươi đừng quên giao ước giữa chúng ta. Vào đúng ngày sao Thiên Lang che khuất mặt trời, dùng máu địa mẫu đổ vào phong ấn, đánh thức thần thú và đánh bại bọn chúng, cánh cửa địa ngục mới được mở ra. Thời gian của ngươi không còn nhiều. Tìm một người trên cả thảo nguyên vô biên rộng lớn như mò kim đáy bể, sao dễ dàng được. Địa mẫu sao có thể là cô gái tầm thường, chắc chắn phải có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành mới xứng được. Trên thảo nguyên có một bộ lạc từ xa xưa, nổi tiếng bởi các mỹ nữ. Ông Cát Lạp là tộc ông Cát Lạp. Tộc trưởng, người đưa tin thông báo các bộ lạc trên thảo nguyên sắp tụ hội, nơi đẳng cấp Tư Ngao Bao bàn chuyện gần đây bọn ma tộc xuất hiện tàn sát thảo nguyên. Bội nhĩ thiếp đâu? Ngài còn không biết tính nàng ấy, mỗi năm vào mùa hoa sen vàng nở, nàng ấy cứ chạy đi đâu suốt ngày đấy thôi. Còn không mau đi tìm nó về đây. Thế đạo ngày nay không thái bình, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Càn khôn giúp ta hiểu thần uy, mạnh mẽ vững chắc tựa La Hán. Thần dầu ba mễ nhĩ phù hộ ta, đao thương không chém được ta. Đi, giỏi quá, giỏi. Ta nói thuốc này tốt hay không tốt? Ha 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 ha
Lão già chết tiệt này, nhìn cái tướng xấu xí của ngươi kìa. Ta liều mạng với ngươi. Lão già chết tiệt. Thả ta ra. Cứu với. Thả con ta ra. Cứu với. Thả ta ra. Cứu tôi với. Thả ta ra. Thả ta ra. Cứu với. Thiết Mộc Chân, không cần để ý đến bọn đàn bà kia nữa. Ai giết được kẻ này sẽ được thưởng 10 con ngựa tốt. Mau. Ta tới cứu ngươi mà. Ngựa của ta không chết nơi chiến trường, lại chết trong bẫy dập của ngươi. Ta là bác nhĩ thuật. Tên ngươi là gì? Chúng ta kết bạn đi. Ta tặng ngươi một con ngựa. Người này không coi huynh là bạn. Chúng ta không nên cứu hắn. Hắn coi ngựa quý hơn cả sinh mạng mình. Người này ta chắc chắn phải kết bạn. Ông già, chỗ này cách tộc ông Cát Lạt bao xa? Nếu ngươi đem theo tay này,
phải đi bộ 3 ngày. Nếu không đeo tay này, nửa ngày là đến. Ý của ông là muốn đổi con ngựa này lấy tay này của ta phải không? Tên nó là Alan. Ngươi đừng coi thường nó. Nói cho ông biết, trong tay này là sinh lễ cho tân hương nhà ta, không đổi được. Người đàn ông tốt trí ở bốn phương, cứu giúp khắp thiên hạ. Sao ngươi chỉ nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con thế? Đúng là không có chí khí. Trên cổ ngươi đeo vật gì vậy? Cái này à? Nói ra sợ ông cũng không tin. Đây là máu đông, ta đem theo từ trong bào thai mẹ. Vượt qua ngọn núi đó là đến tộc ông Cát Lạn. Đi. Đi. Từ đâu tới? Cát Nhĩ Khố. Là cậu phải không? Ngươi là Thiết Mộc Chân. Ngươi đến ông Cát Lạt bọn ta làm gì? Ta tới cưới thê tử của ta, Bội Nhĩ Thiếp. Ngươi mà cũng đòi. Có con chó thôi đã dọa ngươi thành thế nào mà đòi cưới cô gái xinh đẹp nhất ông Cát Lạt bọn ta? Ngươi xem ngựa của ngươi bẩn thỉu thế này, ta leo lên cưỡi liệu có đè nó gãy xương không? Ah!
Bội Nhĩ Thiếp. Bội Nhĩ Thiếp. Theo ý chỉ của trời và ân huệ của phong thủy bảo địa, Thiết Mộc Chân của Bội Nhĩ Trích Cân và Bội Nhĩ Thiếp của tộc ông Cát Lạp kết thành lương duyên, vĩnh viễn hạnh phúc. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Thánh Đăng Cát Lý Chứng Giám, hôm nay Đặc Tiết Hiền ta làm theo lời hứa, gả con gái Bội Nhĩ Thiếp cho người Bội Nhĩ Trích Cân, con trai Giã Tốc Hợi làm vợ Thiết Mộc Chân. Tại sao bao nhiêu năm như thế chàng không tới tìm ta? Ta từng thề, nếu gặp lại chàng, ta nhất định phải giết chàng. Nàng hãy đưa phụ nữ và trẻ con đi trước, Thiết Mộc Chân. Đưa phụ nữ và trẻ con chạy về phía rừng, chạy nhanh.
nhanh, cẩn thận, đi theo ta. Ta chỉ cần một người con gái tên Bội Nhĩ Thiếp. Làm sao bây giờ, đi mau. Ta chỉ cần Bội Nhĩ Thiếp. Dừng tay. Bội Nhĩ Thiếp. Ngươi chính là Bội Nhĩ Thiếp. Ta chính là người các ngươi cần tìm. Thả bọn họ ra. Ta sẽ đi theo các ngươi. Bội Nhĩ Thiếp, nếu chàng còn lỗ mãng hại người tộc ta, ta sẽ hận chàng. Ngươi có tư cách gì đòi ra điều kiện với ta? Thả bọn họ ra. Nếu không, ta cho ngươi một thi thể, Bội Nhĩ Thiếp. Cứu với. Trời xanh trứng giám, hôm nay ta bác Nhĩ Thuật và Thiết Mộc Chân kết làm huynh đệ. Đời này ta và bác Nhĩ Thuật như hình với bóng, nguyện làm mũi tên nhọn, làm loan đao giết địch của huynh. Lúc đói khát ta săn thú cho huynh, lúc rét lạnh ta che chắn cho huynh, không có ngựa ta cõng huynh tiến lên. Thank you.
máu của địa mẫu. Rốt cuộc ta cũng tìm được máu của địa mẫu. Đúng là đao tốt. Đó là vật đính ước đoá đãi của ta tặng. Cầm lấy. Vừa nãy ngươi đã giết ta, giờ đến lượt ngươi. Ta sẽ dùng máu của ngươi mở cánh cửa địa ngục này. Thì ra là ngươi. Ngươi giao ước với bọn ma quỷ. A3, lên mau đi. Sao con lại để bọn chúng bắt? Con lẻn vào đây cùng bạn. Con vào để cứu A3. Ta không ra được nữa rồi. Bây giờ ta trông như ma quỷ, đi ra không có tác dụng gì. Hai người các con mau tìm cách rời khỏi đây. Chúng con sẽ quay về tìm người giúp A3 thoát khỏi chốn quỷ quái này. Còn không đi nữa, tất cả đều phải chết. A3, đi mau. Người hãy đợi con quay lại. Thank you.
Bổ Nhĩ Thiếp, ta tới cứu nàng. Thiếp Mộc Chân, Bổ Nhĩ Thiếp, chỗ này đã bị dùng phép thuật, ta không ra được. Thiếp Mộc Chân, Bổ Nhĩ Thiếp, Minh Vương trong địa ngục sắp ra ngoài. Tới lúc ấy, tất cả mọi người trên thảo nguyên đều gặp nguy hiểm. Nàng nói Minh Vương gì cơ? Nàng đang nói linh tinh gì vậy? Truyền thuyết về chiến thần Xích Na đều là thật. Ma Vương sẽ đợi đến ngày sao thiên lang che khuất mặt trời, mở cửa địa ngục. Chàng mau về đi, nói chuyện này cho mọi người biết. Nếu không sẽ không còn kịp nữa. Ta không quan tâm nhiều như vậy, ta phải cứu nàng ra. Chàng không cứu được. Thiết Mộc Chân, chàng là đàn ông của Bối Nhĩ Trích Cân. Ta tin tưởng chàng, nhất định sẽ tìm cách đối phó được với Ma Vương, giống như tổ tiên chàng vậy. Bối Nhĩ Thiếp, Bối Nhĩ Thiếp, đi đi, đợi ta, đi mau. Ta nhất định sẽ quay lại cứu nàng. Thảo nguyên ngày nay, ma tộc lộng hành, bắt người cướp của đốt giết, không việc ác nào chúng không làm. Chắc các vị ở đây đều chịu tổn hại do bọn chúng gây ra. Hôm nay tại đây tổ chức lễ tế, một là cầu thánh thần phù hộ thảo nguyên yên lành may mắn, hai là mong mọi người có thể bàn bạc tìm ra cách đối phó với ma tộc. Thiết Mộc Chân, con chạy đi đâu vậy? A Ba, con đã thấy Bội Nhĩ Thiếp, tộc trưởng Trát Mộc Hợp, huynh đệ tốt. Sao rồi? Dạo này còn sợ chó không? Cháu trai của ta, cậu lớn thật rồi. Giờ cậu là hùng ưng đích thực của Thảo Nguyên. Thúc cũng không nhận ra cậu nữa. Thúc tự hào về cậu. Bọn chúng là ma quỷ giết người không chớp mắt. Người phàm như chúng ta làm sao có thể chống lại được? Nếu kết đồng minh gây hấn với bọn chúng, lúc đó người gặp hạn nhất định là chúng ta. Sao có thể? Chỉ nói việc chúng bắt cóc các thiếu nữ thảo nguyên cũng đủ khiến người người căm phẫn. Ông nói đến con gái mình phải không?
Ngươi Thiết Mộc Chân, huynh nói xem, rốt cuộc có chuyện gì? Hôm qua ta đột nhập vào Diêm Ma Quốc, gặp được thê tử của ta Bội Nhĩ Thiếp. Nàng nói vào ngày Sa Thiên Lang che khuất mặt trời, Ma Vương sẽ mở cửa địa ngục thả Minh Vương ra. Những dân du mục bị mất tích đó và cả A3 của Bác Nhĩ Thuật đều bị bắt vào Ma Quốc. May mà có sự giúp đỡ quên mình của Bá Bá Hồ Bá Nhan, ta đã giết vài tên ma binh mới thoát ra được. Nếu chúng ta tiếp tục mặc người chém giết, ắt sẽ gặp phải tai họa. Tương truyền 900 năm trước, Minh Vương từng thoát khỏi địa ngục. Chiến thần Xích Na của Bối Nhĩ Trích Cân đại chiến 3 ngày 3 đêm bằng lá cờ Tô Lạc Định mới có thể đánh đuổi hắn về âm phủ, bảo vệ sự yên bình của Thảo Nguyên. Nghe sợ thật đấy. Đó chỉ là truyền thuyết thôi, một truyền thuyết vô căn cứ. Có ai tận mắt nhìn thấy chưa? Lẽ nào chỉ dựa vào Tô Lạc Định nghìn năm sớm đã dỉ xét trên đỉnh Bất Nghi Hãn? Tháp Lý Hốt Đài, nếu ta không nhìn nhầm, bên eo ngươi đang đeo là kim đao của Giã Tốc Hợi phải không? Đều là đàn ông của Bối Nhĩ Trích Cân, sao ngươi không học hỏi nên tôn kính tổ tiên của mình như thế nào? Tộc trưởng Trát Mộc Hợp kính mến. Chính vì tôi tôn kính tổ tiên của mình nên mới không muốn trơ mắt nhìn con dân vô tội rơi vào miệng cọp. Người lỗ mãng cũng được, nhưng không được ngu ngốc. Hôm nay người chịu khổ là vợ con ta, ngày mai sẽ đến lượt ngươi. Thiết Mộc Chân, nói trắng ra thì ngươi chỉ vì vợ ngươi thôi, hà cớ gì kéo theo chúng ta cùng tìm chết? Lùi xuống, im hết đi. Kết đồng minh hay không là chuyện can hệ đến sinh tử, ta tuyệt không cưỡng ép. Kia là ngựa trắng của huynh mà. Sao mà ta đắt mãn đại nhân, Thiết Mộc Chân, sao mà ta Tát Mãn đại nhân, mấy hôm trước đã mạo phạm, xin tạ lỗi. Ngài có biết cách nào để giết được Ma Vương và cứu người trong Ma Quốc ra không? Vạn vật trên thế gian đều phải nghe theo ý chỉ của trời xanh, sao ta biết được? Thiết Mộc Chân, ngươi biết vì sao ngựa trắng chọn ngươi làm chủ của nó không? Bởi vì trong mắt ngươi có lửa, trong tim ngươi có ánh sáng, có thể chiếu sáng con đường tối tăm phía trước. Thiết Mộc Chân, xem ra là do ta phá hoại đêm tân hôn của ngươi. Thảo nào ngươi hận ta như vậy. Ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi giết ta luôn đi. Ta thà chết vì chàng, không để ngươi động đến Thiết Mộc Chân của ta.
Nghe nói trong xương cốt của Thiết Mộc Chân chảy dòng máu của chiến thần Xích Na. Ngươi nói xem, hắn có giết được ta không? Chàng sẽ làm được như tổ tiên chàng. Ta thực sự mong hắn có thể đưa ta vào địa ngục. Ta thống hận thế giới này, khiến ta chết không được, sống không xong, khiến ta phải âm dương cách biệt với người mình yêu. Ta phải tự tay hủy diệt hai giới âm dương này. Ta muốn khiến địa ngục sẽ vĩnh viễn tồn tại ở nhân gian, khiến nhân gian biến thành địa ngục. Qua đây. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi gặp phải bất hạnh của ta. Ta sẽ cố gắng thành toàn cho các ngươi, để ngươi và Thiết Mộc Chân của ngươi cùng xuống suối vàng, vĩnh viễn không chia xa. Có biết không, được đồng sinh cộng tử với người mình yêu mới là hạnh phúc. Ngươi tưởng rằng ngươi giết được Thiết Mộc Chân chắc? Là kẻ nào bao che cho Thiết Mộc Chân? Kẻ nào bao che cho Thiết Mộc Chân? Dừng tay! Là ta bao che cho Thiết Mộc Chân để cậu ta thoát ra. Hoàn toàn không liên quan đến bọn họ và những người đứng sau ta đây. Ta chấp nhận bất cứ hình phạt nào. Đại vương, xin hãy thả bọn họ ra. Nhìn thấy chưa, bao nhiêu người phải chịu kết cục như thế này đều do Thiết Mộc Chân yêu quý của ngươi ban tặng. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi tự tay bắn chết hắn, những người khác ta có thể không truy cứu. Cô nương, hãy nhìn bộ dạng ta, ta sống còn không bằng chết. Cô tiễn ta lên đường đi thôi. Bắn tên đi. Ngươi có thể để hắn sống, nhưng tội mà hắn phạm phải sẽ do bọn người kia gánh chịu. Hồ Bá Nhan, người giết hắn cũng chính là giải thoát cho hắn. Thank you.
nay tại đây tổ chức đại hội đua ngựa. Nếu Thiết Mộc Chân chiến thắng, đó là ý trời, các bộ lạc đều phải xuất binh. Nếu thắng cuộc đua ngựa, chúng ta sẽ cứu được người. Huynh không có bội nhĩ thiếp, có thể tìm những cô gái khác, nhưng ta thì chỉ có một A-ba thôi. Đời này ta chỉ có duy nhất mình bội nhĩ thiếp. Thiết Mộc Chân, chỉ dựa vào mình huynh không thể cứu được bội nhĩ thiếp. Chuyện của ta, ta tự lo liệu. Đợi chút, nghe đây. Thiết Mộc Chân là huynh đệ vào sinh ra tử với ta, chuyện của hắn cũng là chuyện của ta. Thế nên ta chắc chắn sẽ đi Ma Quốc. Ai đồng ý đi cùng, từ nay về sau ta cũng sẽ coi là bằng hữu tốt. Ai không muốn đi, ta không miễn cưỡng. Tộc trưởng Tháp Lý Hốt Đài, người là thúc thúc của Thiết Mộc Chân, người thân gặp nạn, ta tin chắc người không thờ ơ mặc kệ đâu nhỉ. Đi thôi. Thiết Mộc Chân, rơi roi ngựa,
là điềm chẳng lành. Quay lại. Người điên sao? Về. Thiết Mộc Chân, có bẫy. Thiết Mộc Chân, mau rút lui. Xem được Thiết Thuyết Minh tại tv2.org. Mộc Chân, Cát Nhĩ Khố, Cát Nhĩ Khố, tự lo cho mình đi. Bội Nhĩ Thiếp, lên. Thiết Mộc Chân, thả ta ra, thả ta ra. Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân, thả ta ra. Thiết Mộc Chân, thank you.
Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không để ngươi có được một giọt máu. Không được đi. Quay lại. Quay lại. Đoá đãi. Đoá đãi, hãy ở lại. Đoá đãi, nàng ở lại đi. Đoá đãi, hãy ở lại, đừng đi. Đoá đãi. Ta sẽ bầm thây ngươi làm trăm mảnh. Minh Vương, hốt xuất lỗ, đừng manh động. Nếu người giết địa mẫu, làm hỏng kế hoạch lớn của ta, ta sẽ cho linh hồn đoá đãi vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Minh Vương, ngươi quá đáng quá rồi. Trả đoá đãi cho ta. Trả đoá đãi cho ta. Trả đoá đãi cho ta. Đoá đãi. Quốc vương của ta. Nếu xác thịt đã tan, chỉ bằng mượn một bộ da khác đoá đãi. Không. Không. Bất kỳ kẻ nào cũng không thay thế được đoá đãi của ta. Hốt xuất lỗ, hiền lang chuẩn bị che mặt trời. Nếu ngươi giúp ta thống nhất tam giới, ta không chỉ trả đoá đãi cho ngươi, mà còn dâng tận tay ngươi cả thảo nguyên, để ngươi rửa sạch mối hận. Vậy được. Một lời đã định. Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi. Trâu ngựa gì cũng đều có lúc già đi.
hùng ưng rồi cũng có lúc ngừng sải cánh. Trong núi cách đây 700 dặm về phía nam, có gợi ý từ Thánh Đằng Cách Lý để linh hồn về núi, thân thể về thảo nguyên. A-lan, thảo nguyên thành đêm tối. Ta muốn các ngươi chọn đời không được sống yên ổn. Vạn vật trong thế giới này đều có nhân có quả, không ai có thể chuyên quyền độc đoán. Thiết Mộc Chân, đây là cái giá phải trả cho việc ngươi tùy tiện làm càn. Cuối cùng thời khắc quyết định vận mệnh của Thảo Nguyên đã đến. Thiết Mộc Chân, ngươi có dám gánh vác trách nhiệm nặng nề này không? Đi thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tộc trưởng Trát Mộng Hợp, Thảo Nguyên sắp gặp đại nạn, bộ lạc của ta phải đi về phía nam. Tộc trưởng Trát Mộng Hợp, xin hãy bảo trọng. Chính là hắn. Nếu không phải tại hắn, chúng ta cũng không rơi vào khốn cùng này. Thôi đủ rồi. Vì cứu thê tử của mình, ta khăng khăng cố chấp, gây liên lụy cho các huynh đệ, liên lụy đến Thảo Nguyên. Ta chấp nhận chịu mọi hình phạt. Yeah.
Tộc trưởng Chát Mộc Hợp. Chính là hắn. Ham sống sợ chết, cấu kết với Ma Vương. Trận chiến ở Sơn Cốc kia chính là cái bẫy do hắn sắp đặt. Kim đao của gia tộc Hợi, ta trả lại cho ngươi. Một kẻ dám bán đứng cả chủ tử của mình, còn chuyện gì ngươi không dám làm? Mấy người các ngươi cũng tội đáng muôn chết. Là kẻ thù, đáng lẽ ta nên giết ngươi. Là kẻ phản bội Thảo Nguyên, trời xanh cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta có thể chọn cách chết thứ ba không? Hãy để ta chết trên chiến trường. Vì dù sao, ta cũng sinh ra trên Thảo Nguyên này. Ta không muốn sau khi ta chết, con cháu đời sau của ta vẫn bị người đời mắng nhiếc. Sắp đến ngày thiên lang che khuất mặt trời, Thảo Nguyên của chúng ta sắp gặp nguy. Nếu các ngươi không đấu tranh, gót ngựa ma binh sẽ tràn ngập muôn nơi. Đến lúc đó các ngươi chạy đi đâu được? Rời xa quê hương, lang bạt thiên hạ. Bây giờ chúng ta đang đứng trên mảnh đất ngàn đời nuôi dưỡng chúng ta. Trên mảnh đất này không chỉ có người thân, bạn bè, rừng núi của ta, mà còn có vô vàn sinh linh khác. Lẽ nào chúng ta có thể trơ mắt nhìn tất cả bị hủy diệt dưới đao của kẻ khác? Ta của trước đây, một mình một đội ngũ, hôm nay ta hy vọng một đội ngũ biến thành một người. Do ngựa kết thành một đoàn mới có được sức mạnh. Chúng ta phải đoàn kết nhất trí, đồng lòng kháng địch. Ta sẽ lấy hiệu Tô Lạc Định, giữ ngọn cờ tinh thần của Xích Na, để dẫn dắt mọi người giành lấy chiến thắng.
chân, thiết mộc chân, thiết mộc chân. Lên ngựa. Chuẩn bị. Bắn. Cát Triệt Nhĩ. Chỉ cần có ngựa, không có thành trì nào không san bằng được. Chỉ cần có đao, không có gông xiềng nào không chặt đứt được. Cho dù liều mạng đến hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn còn thân thể không gục ngã, còn ý chí bất diệt. Các huynh đệ của Thảo Nguyên, hãy dương cao vũ khí, dương cao tinh thần dũng cảm, để máu tươi của chúng ta rơi trên mảnh đất này, để con cháu đời sau mãi nhớ kỹ tên tuổi chúng ta. Đồng sinh cộng tử với Thảo Nguyên, đồng sinh cộng tử với Thảo Nguyên. Giết.
Đi
Minh Vương, ngươi nên thực hiện lời hứa của mình đi. Ngươi còn chưa giúp ta nhất thống tam giới, đó là chuyện của ngươi. Trả lại đá đãi cho ta. Ngươi muốn làm gì?
Đoá đãi. Bội nhĩ thiếp. Bội nhĩ thiếp. Đoá đãi. Bội nhĩ thiếp. Bội nhĩ thiếp. Thiết Mộc Chân. Đoá đãi. Đoá đãi. Đoá đãi. Đoá đãi. Quốc vương của ta, Bội Nhĩ Thiếp. Bội Nhĩ Thiếp, thả ta ra, thả ta ra. Bội Nhĩ Thiếp, Bội Nhĩ Thiếp. Bội Nhĩ Thiếp. Bội Nhĩ Thiếp. Bội Nhĩ Thiếp. Thiết Mộc Chân. Bội Nhĩ Thiếp.